Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Là một người giác ngộ có thật trong lịch sử. Thời gian và địa điểm Ngài xuất hiện là khi nào? Vào năm 624, một thái tử đã ra đời tại một vương quốc thuộc miền Bắc Ấn Độ. Vì sao sống trong nhung lụa xa hoa nhưng thái tử lại từ bỏ để xuất gia? Vì thái tử đã sớm nhận ra rằng những tiện nghi vật chất và sự yên bình của thế gian không đủ để đảm bảo hạnh phúc. Ngài đã xúc động sâu xa trước những cảnh khổ mà Ngài nhìn thấy ở khắp mọi nơi và quyết tâm tìm một lời giải đáp để đưa đến hạnh phúc cho nhân loại. Thái tử xuất gia khi nào? Năm 29 tuổi, thái tử giả từ vợ con và tìm học với các bậc đạo sư vĩ đại đương thời. Các vị này đã dạy cho Ngài rất nhiều, nhưng không có người nào biết rõ nguyên nhân khổ đau của kiếp người và phương cách vượt thoát khổ đau. Thái tử ra đi sau bao lâu thì giác ngộ? Sau 6 năm tu học và hành thiền, Ngài đã đạt được một kinh nghiệm mà ở đó mọi vô minh và phiền não được đoạn trừ. Ngài đã hoắc nhiên giác ngộ. Kể từ ngày ấy, Ngài được tôn xưng là Phật Đà, Buddha, một bậc giác ngộ. Ngài tiếp tục ở lại thế gian trong bao lâu? Trong 45 năm và chu du khắp miền Bắc Ấn Độ để truyền dạy những gì mà Ngài đã giác ngộ. Vì sao lại có nhiều người theo làm đệ tử của Ngài? Vì lòng từ bi, đức kham nhẫn và trí tuệ siêu việt của Ngài. Ngài đã nhập diệt ở tuổi bao nhiêu? Ở tuổi 80, tuy già và bệnh, nhưng Ngài vẫn ra đi hạnh phúc và thanh thản.